Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt giữ một xe chở hàng lậu trong đêm từ Gia Lai sang Lâm Đồng tiêu thụ. Vụ việc được Tổ tuần tra giao thông đường bộ số 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên quốc lộ 27, đoạn qua huyện Chư Quynh. Chiếc ô tô này do Huỳnh Công Thoại ở xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, chạy từ Gia Lai qua Đắk Lắk theo quốc lộ 27 để sang Lâm Đồng. Khi thấy nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài tài xế Huỳnh Công Thoại, trên xe còn có một phụ xe. Toàn bộ ghế trên xe đã bị tháo hết để chở rau và quần áo. Nhưng giấu kỹ trong các bao tải chứa quần áo thì có 3 thùng giấy các tông chứa 3.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bước đầu, Thoại khai nhận được chủ xe bảo tới nhận số hàng hóa này để vận chuyển đi Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được giao cho Công an huyện Chư Quynh để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.